Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hacom tư vấn số tiếp theo. Hôm nay chúng ta bỏ qua CPU. Bỏ qua CPU, chúng ta đã xong với CPU rồi. Cho bay màu đi. Bây giờ thì mình sẽ làm một khác. Đó chính là cái trải nghiệm nó không còn phải là anh em đụng, tức là trải nghiệm là anh em đụng vào tay được, nhìn tận mắt, bắt tận mặt luôn. Đó chính là màn hình. Đây, rất quan trọng, em đang mua cả sáng rẻ. Đó là cản trâu rồi, anh phải có màn xịn để chơi chứ. Đúng rồi, phải có màn xịn để chơi. Chứ không cản trâu vừa cho màn 22 inch Full HD. Đúng rồi, mua 3080 dấu mà lại dùng 22 inch hoặc là 17 inch HD. Thôi đưa mình dùng hộ bây giờ 1080 đâu. Đấy, rồi thì màn hình thì nó cũng có rất là nhiều mức giá. Thì mình sẽ phân tích cái những cái recommendation, những cái tư vấn về màn hình này theo mức giá nhá. Thì thực sự bây giờ best, giá rẻ em vẫn đánh giá là con AOC 242. Đây là một con khá là lâu. Khá là lâu đời rồi, nhưng nó vẫn là một cái như kiểu là gọi là trâu già nhưng mà rất là sức. Và mức giá nó còn rẻ hơn nữa cơ. Ngày trước nó là 4.7 triệu, bây giờ nó có 3.8 triệu. Bây 3.8 triệu là bản E, là bản E là bản thân xoay được. Bản E là không xoay được, đúng không? Đấy, theo như AOC là bản E là không xoay được. Còn khi nào mà phiên bản không E, không E mà vẫn còn hàng ấy thì nó cũng rơi vào khoảng tầm có 3.9 triệu thôi. E là như Eco. E là 3.7 triệu. Eco rồi, tiết kiệm rồi. Đấy. Đấy, thế thì mức giá của nó thì sẽ được 14 này, Full HD này, 24 inch này và màn hình IPS cũng khá là chất, khá là mượt mà. Đấy, thực sự là mức giá rất là tốt. Rồi, đợt mới ra là tạo ra cái vụ nổi lớn, anh em đâu cũng thấy 24G2, 24G2. 24G2, đúng đấy, 24G2, cái bố, cái mẹ, ai cũng 24G2. Bây giờ có nhiều option hơn, nhưng tự dưng 24G2 giảm giá, nó lại nó lại ngon. Nó lại ngon nữa. Đấy. Rồi. Ừ. Bây giờ anh em bỏ nhiều tiền hơn thì từ 5 đến 10 triệu thì 5 đến 10 triệu ý tưởng gì không? Thực sự thì em rất là muốn chọn màn hình LG. Đúng. Nhưng mà LG hết hàng hết rồi. Chẳng sao mấy con 850 này, 750 này bay hết màu hết rồi. Sắp tới sẽ có là 27GL, GN650 sẽ về. GN650 vào đấy thì mấy con đấy sẽ là, nhưng mà con đấy cũng chỉ cao hơn con này một tí thôi, con 24G2 này một tí thôi. Ừ. Thế thì nó lại 6.8 triệu. 6 triệu, vâng, 6 triệu mấy rồi đấy. Ừ. Thì em nghĩ là 10 triệu em có một con mà mình cũng từng review rồi. Ừ. Là con màn hình LL anh ạ. Liên minh điện thoại LL. À con màn hình. Ừ, đấy, con này ú hòa đấy. Con đấy thì bật lên phát là tiếng vào trận. Vào trận luôn. Choèng luôn. Thì con đấy là 27 inch, 2K 170Hz. Và nhưng mà cái quan trọng là nó đèn tai nó có 0.87 không? Sao thấp vậy? Em không biết là sao, em đo 0.87. Có trên video nhá anh em nhá, xem nhá. Bạn chị Phương review ấy, 0.87 luôn nhá. Không vấn đề gì cả. Nói chung là cũng em thấy là đánh giá là khá là cao con đấy. Đèn LED cũng sẵn này, màn hình chất này. Còn về chính sách bảo hành thì em không biết lắm, không chưa có kinh nghiệm. Bảo hành các bạn chỉ cần ăn vạ Hacom, các bạn mua Hacom mà các bạn không quan tâm đến hãng. Đấy đúng rồi. Các bạn mua ở Hacom thì ra Hacom bảo hành. Hacom là Hacom chúng mình xử lý hết rồi các bạn, được chưa? Ok luôn nhá. Đấy. Đấy. Thế thì với mức giá, và mức giá nó là 10 triệu thêm 249.000, tức là một chút buffet vỉa hè nhá. Buffet 249.000 cơ. Bây giờ vỉa hè 99.000. À không, không vỉa hè 150.000, còn đều chắc là vào quán rồi. Rồi. Ok, tiếp theo. Các bạn thi sinh một bữa buffet và thêm 10 triệu nữa là các bạn được một màn hình rất là ngon. Đấy. Tiếp theo là 10-15 triệu. 10-15 triệu thì thực sự là vẫn muốn chọn LG nhưng mà không có con LG. Đợt đấy là LG GL850. Vâng, LG GL850, LG GL850. Còn mấy con đấy thì mua được con đấy tốt. Thì bóc bình rất là ngon. Nano IPS này, và rất là nhiều thứ này. Nhưng nếu mà không, đúng không? Các bạn đang muốn một trải nghiệm gì đó là level cao hơn, 240-280Hz thì vẫn có option cho anh em. Là con Asus TUF anh ạ. 240 Hz. À không phải TUF, con này là Asus VG27. VG280 Hz luôn. 280 Hz. Con này là Fast IPS, tức là vẫn có cái độ màu vẫn đẹp của IPS này, chỉ là nó không đẹp bằng Nano IPS thôi. Đó, và phản hồi cũng tốt này, và được cái là 280 Hz, tức là chơi FPS CS:GO này Valorant cũng khá tốt. Anh em nào con này là 2K nhỉ? 2K. Con này Full HD rồi. 27 Full HD 280 Hz thì anh em hơi nên dỗ. Thứ nhất là nó dỗ rồi. Dỗ. Thứ hai là anh em phải quan tâm một chút đến cảm màn hình. Đúng để rồi. Dùng được 280Hz thì cảm anh em phải cầm 3060 đổ lên. Vâng, đúng rồi, để chơi được những tựa game kiểu VIP bây giờ. CS:GO Valorant không nói gì, nhưng mà anh em đến được chơi Apex, chơi Warzone. Trời ơi, mấy tựa game đấy cũng khá là ăn phần cứng đấy. Và nếu mà anh em muốn 280 là cũng hơi khó đấy, phải mua cả cao một chút. Rồi. Nhưng mà nếu mà bây giờ anh em chi tiền cao nữa, tức là bây giờ là đến tầm high end rồi, em nghĩ rằng với gaming 15-20 triệu là khá là high end rồi. Thì bây giờ chúng ta có một option cực kỳ tốt rồi, và bây giờ đã có LG rồi nhá, là 27GP95RB. Tên hơi dài. Con này là một điều hay là nó là phiên bản cắt giảm của 950 ạ. Nó sẽ không có nó sẽ không mặc định là 160Hz nữa. Nó sẽ không mặc định là có adaptive sync, em nhớ như là không có adaptive sync. Em nhớ như thế. Nhưng
vẫn có nano FPS, vẫn tấm nền như thế, vẫn màu mè như thế, vẫn đẹp như thế, vẫn chân như thế và vẫn có thể OC được, tự OC nhá, lên 160 Hz. Đấy. Và tầm đấy 160 Hz và các bạn sẽ 19 triệu. 4K. 4K. 4K 144 Hz. Nhưng 4K thì cho mình 3070p rồi lên. 3070p hoặc là PS 5. Đấy. Không nhập PS5 mà chơi màn 27 chối lắm. À đúng rồi, nó cũng ổn. Không, nhưng mà từ khi anh ngồi rất gần hoặc là anh đang kiểu mục tiêu của anh là để chơi mấy game kiểu Warzone các thứ, kiểu mấy game bắn súng ấy thì ngồi gần. Thế TV. Đã chơi okay. Console phải chơi TV. Đấy, thì LG OLED C1 hay C2 kiểu nhá. Tầm 40 triệu. Cháy 40 triệu. 40 50 triệu rồi. Còn nếu mà anh em chi quá tầm 20 triệu thì tầm này có nhận em thấy là có thị trường màn hình nó hơi không được cháy lắm ở trong tầm này. Với cả cái con này là đã con LG vừa rồi mình recommend là khá là cháy rồi. Có một con nữa. Cháy nữa. Cháy nữa, nhưng mà lại theo kiểu là anh em muốn vẫn chơi game FPS cao mà vẫn 2K thì có một con Asus. Đấy, là Asus XG27A QM. QM. Con này thì là 2K 27 inch nhưng là 200 bao nhiêu đây? 270 Hz. Rất là lại không phải, đây là 240 OC lên mình ạ. Đấy, tức là các hãng kiểu họ đang cố gắng kiếm từng cái hẹp một, từng cái hẹp một ấy. Nhiều khi bây giờ mà PR cho mạnh. PR cho mạnh. Nhiều khi bây giờ Asus họ OC lên được 241 hẹp người ta cũng ghi như thế. Đấy kìa chưa? Nói chung là cái màn này có thể lên được 270 hẹp. Đấy, còn nếu mà anh em không muốn cái trải nghiệm 16:9 mà tìm một cái muốn mới hơn, rộng hơn như giống như kiểu nhà của anh Đạt ấy, anh Đạt cũng có một con màn 21:9 thì trên tầm này cũng có một con màn 21:9 anh em nhá, là con LG 38 GN 950B. 950 là cao nhất rồi. Chung là từ 850 đổ lên là hậu thổ 850 đổ lên là các bạn không còn gì phải nghĩ rồi. Không cần có một suy nghĩ rồi, chắc chắn là từ 2K trở lên rồi. Và cái con này từng đến studio của mình rồi anh nhá. Lâu lắm rồi. Con này đẹp, con này đẹp, nhìn thích, nhìn phê và đã được kiểm chứng bởi editor của chúng mình nhá, là con màn rất tốt, rất sướng. Nhưng mà các bạn chơi game như CSGO thì các bạn nên chơi 219. 219. Thứ nhất là nó anh em tưởng là nó rộng hơn nhưng thực ra chỉ là nó vẫn render 16:9 này, xong nó giãn cái phần nhỏ nhỏ này ra. Đấy. Nên nó cắt trên dưới chứ. À, nó không cắt trên dưới anh ạ, nó giãn cái phần nhỏ nhỏ à, nhìn trông nó bị buồn cười ấy. Nó kiểu nó stress ra ấy. Anh hay xem mấy cái kiểu video đua xe đúng không? Là cái phần gương nó hay bị stress ấy. Nó kiểu như thế, kiểu như vậy đấy. Thôi nói chung là bắn súng việc các bạn chơi LOL chơi 219 nó khá là khó chịu tại vì anh em phải anh em check map là anh em phải đá map phải như này phải không? Chứ không phải an tác như ma dương 2K được. Đấy. Còn anh em có thể nhìn được đến trụ với cả nhìn được chắc là đến gần đến xanh gần đến mùa. Nhưng mà tức là nói chung là màn 219 cho anh em trải nghiệm chơi game một cách thử thức, còn nếu mà muốn chơi game theo cách gọi là thi đấu và thì 16:9 16:9 vẫn là con 2K mình vừa bảo ấy, con đấy rất là tốt đấy nhá. 27 inch 2K và 270 Hz. Đấy, tức là em thấy con đấy là con màn khá là hợp lý với cả thời điểm bây giờ, tại vì đa số các cạc của chúng ta đều chơi được 2K rồi và bây giờ cần là chữ mượt mà thôi. Chứ trước đây cũng có 2K 14 nhỉ. 2K 14 là cao rồi, ngày trước được một con 850 là ui là bố là mẹ của cả xóm rồi ấy. Bây giờ đã có những thể cao cấp hơn rồi thì đã sút đấy. Là một vài trên màn hình mà chúng mình đã gọi là lựa chọn cho các bạn mua nó được gọi là trải nghiệm tốt nhất. Đúng rồi. Và những con màn đấy có thể mua ngay tại Hacom chúng mình nhá. Tức là đấy là những sản phẩm còn hàng, chứ mình không nói những sản phẩm không còn hàng nhá. Đây là những sản phẩm còn hàng, anh em mua ngay, mua luôn. Alo Phát 1900 1903 là có hàng, hiểu không? Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em ở số tư vấn tuần sau.